Tối ngày 6 tháng 2, toàn bộ những người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới một phen rúng động trước các tin tức liên quan đến bóng đá Anh. Premier League chính thức cáo buộc Manchester City vi phạm nhiều lần các quy tắc công bằng tài chính trong giai đoạn từ 2009-2010 đến 2017-2018. Theo đó, Man City bị cáo buộc dính hơn 100 vi phạm những quy tắc này. Theo đó, Man City bị dính hơn 100 cáo buộc vi phạm tài chính trong khoảng thời gian trên. Nếu bị kết án, Man City có thể bị trừ điểm, thậm chí là bị trục xuất khỏi giải đấu. Ban tổ chức Premier League cũng xác nhận chuyển một số cáo buộc vi phạm luật của Man City lên Ủy ban kỷ luật. Quá trình tố tụng trước Ủy ban sẽ được bảo mật và được xử kín. Ủy ban kỷ luật là tổ chức độc lập với Premier League. Quy định cuối cùng sẽ được công bố trên website của Premier League. Quy trình tố tụng bắt đầu và Premier League sẽ không đưa ra bình luận gì thêm về vấn đề này cho đến khi có thông báo mới. Tồi tệ hơn, một điều khoản có thể khiến khả năng Man City bị tước đi 3 chức vô địch ngoại hạng Anh xảy ra trong trường hợp đội bóng này bị kết tội. Một cuộc điều tra mở rộng được tổ chức về các hoạt động của Man City trong 3 mùa giải mà họ đã vô địch 21-22, 23-24 và 27-28. Trong 3 mùa giải này, Man United về nhì 2 lần, 2011-22 và 27-28, trong khi Liverpool về nhì ở mùa 23-24. Trong lịch sử giải đấu cao nhất nước Anh, chưa từng có tiền lệ về tước danh hiệu của một câu lạc bộ. Bộ quy tắc của giải đấu cao nhất nước Anh cũng không có mục nào đề cập về điều này. Tuy nhiên, có một điều khoản để ngỏ cho khả năng tước chức vô địch của Man City. Đó là ban tổ chức có quyền tạo ra một trật tự khác được cho là phù hợp. Về phần Man City, họ bày tỏ sự ngạc nhiên của mình trước những cáo buộc vi phạm tài chính. Manchester City ngạc nhiên trước việc Premier League ban hành những cáo buộc vi phạm tài chính, đặc biệt sau khi chúng tôi đã cung cấp rộng rãi và số lượng lớn tài liệu chi tiết phục vụ cho cuộc điều tra, trích thông báo trên trang chủ câu lạc bộ. Câu lạc bộ hoan nghênh việc xem xét vấn đề này với một ủy ban kỷ luật độc lập để đánh giá một cách khách quan toàn bộ bằng chứng nhằm hỗ trợ cho quan điểm của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi mong muốn vấn đề được giải quyết một lần và mãi mãi, phía Man City khẳng định. Rất nhiều khả năng nếu bị chứng minh là có tội, nhiều khả năng một lần nữa Man City sẽ lại bước vào vết xe đổ của Juventus tại Serie A. Nhưng có lẽ cuộc điều tra này phải diễn ra trong nhiều năm. Một lời cảnh tỉnh đáng sợ dành cho Man City. Nếu bị trừ mất điểm như Juventus thôi, đó cũng đủ để khiến cho Man City rơi vào một hoàn cảnh đáng thương. Một câu hỏi được các fan hâm mộ của Man City đặt ra, đó là đội bóng thân thương của họ sẽ còn là những gì nếu bản cáo trạng trên là chính xác. Khi đó, mọi nỗ lực của Man City kể từ đầu mùa giải sẽ biến thành công cốc. Họ có thể sẽ trở lại được top 4, chứ không còn hy vọng có thể cạnh tranh bám đuổi Arsenal cho chức vô địch. Tồi tệ hơn, theo cựu cố vấn tài chính Stephen Borson, Man City sẽ phải xuống hạng nếu những cáo buộc trên là đúng. Có đáng báo động hay không? Quy mô không giới hạn của các cáo buộc đang ở mức mà nếu được chứng minh, Man City sẽ phải xuống hạng. Borson viết trên Twitter vào tối ngày 6 tháng 2. Cựu cố vấn tài chính của Man City cũng cho rằng một số cáo buộc có vẻ đã hết hạn, trừ khi việc che giấu có chú ý được chứng minh. Nhưng mặt khác, ông cũng tin rằng Man City không thể vung tiền để thuê các luật sư hàng đầu thế giới và tạo lợi thế pháp lý trong sự việc. Nếu việc này thực sự xảy ra, Man City sẽ không biết đi đâu về đâu. Những ngôi sao lớn của họ đâu ai chấp nhận rằng mình sẽ phải thi đấu tại một giải đấu mà không phải là hạng đấu cao nhất. Nhưng còn một vấn đề to tát nữa là có thể Man City sẽ không còn được sự dẫn dắt của Pep Guardiola. Một cá nhân như Guardiola sẽ khó chấp nhận làm việc cho một đội bóng bị nhúng chàm. Phát biểu hồi tháng 8 năm ngoái, huấn luyện viên này từng đe dọa sẽ rời Man City nếu như câu lạc bộ của ông vi phạm các quy định về luật công bằng tài chính. Tôi đã nói với những ông chủ rằng hãy luôn nói cho tôi biết về những nghi ngờ. Tôi đã xem xét và tin tưởng 100% ngay từ ngày đầu tiên, nên tôi đã bảo vệ câu lạc bộ vì điều đó. Tôi đã nói, nếu như các ông nói dối tôi sẽ không còn ở đây nữa, tôi sẽ ra đi ngay lập tức. Tôi muốn đại diện cho một câu lạc bộ đang làm mọi thứ đúng đắn. Cuối cùng, vấn đề không phải là vô địch Champions League hay Premier League, mà là luôn làm tốt điều đó vì người hâm mộ của chúng tôi. Xét trên khía cạnh chuyên môn, đây cũng đang là thời điểm trong mùa giải mà Man City có phong độ không tốt. Liên tục các tin tức về việc các ngôi sao lớn bất đồng quan điểm hoặc xảy ra tranh cãi với Pep. Cùng với đó, các cầu thủ cũng xuống sức rất nhiều sau khi trở về từ World Cup. Phong độ ổn định đến đáng sợ của Arsenal cũng đang là một điều khó khăn cho Man City, dù họ không bị trừ điểm do những cáo buộc. Tới đây, ta chợt nhớ lại khoảng thời gian đầu mùa khi Erik ten Hag mới chuyển đến Man United. Ông đã có những phát biểu về sự thống trị của Man City và Liverpool. Câu hỏi được phóng viên đặt ra là
Ten Hag sẽ đối mặt với Man City và Liverpool đang rất mạnh như thế nào. Ông khẳng khái trả lời: "Ngay lúc này, tôi ngưỡng mộ cả hai đội bóng đó. Họ đang chơi một thứ bóng đá thực sự phi thường, cả Liverpool và Man City. Nhưng thời đại nào rồi cũng sẽ kết thúc và tôi đang chờ đợi được thách thức họ. Tôi chắc chắn những câu lạc bộ khác ở ngoại hạng Anh cũng muốn làm điều đó." Bên cạnh đó, những gì chiến lược gia người Hà Lan cũng tin rằng kỷ nguyên thống trị của Man City, Liverpool sẽ kết thúc ngay trong triều đại của Pep Guardiola và Jurgen Klopp. Thời điểm này, mùa giải mới đi qua được một nửa, những kết quả về cuộc cáo buộc chưa có kết quả chính thức, nhưng phong độ của cả Man City và Liverpool đã cho thấy phần nào về sự tiên đoán chính xác của Erik ten Hag. Phong độ của Man City như đã nói, cho dù không bị trừ điểm, họ cũng chưa chắc có thể bảo vệ thành công ngôi vương với sự thăng hoa đáng kinh ngạc của Arsenal. Champions League hiện tại có thể là cứu cánh duy nhất của Man City và là cơ hội để họ trở thành tân vương lần đầu tiên của châu Âu, dù rằng có những xáo trộn nhất định trong đội hình Man City. Còn Liverpool, họ đang sa sút không phanh. Chu kỳ của Liverpool có lẽ cũng đang đến chu kỳ đi xuống, đơn giản là đã làm sai hoặc làm không tốt những việc này. Vấn đề mà họ đang mắc phải bắt nguồn từ chính sách nhân sự sai lầm giai đoạn 2019 đến 2021. Trước khi vô địch Champions League 2019 và sau khi giành 97 điểm để kết thúc ngoại hạng Anh ở vị trí áo quân sau Man City năm 2021, Liverpool ưu tiên theo đuổi chính sách giữ nguyên nòng cốt sẵn có. Nhưng thời điểm mùa hè 2021, những cầu thủ nòng cốt mà Liverpool quyết định giữ chân đã trải qua thêm 2 năm thi đấu không ngừng nghỉ với cường độ cao. Những đôi chân và cái đầu của họ đã bị bào mòn và căng thẳng thêm rất nhiều. Thời điểm đó, Jurgen Klopp cho rằng những cầu thủ Liverpool gia hạn hợp đồng đều đang ở độ tuổi sung sức. Klopp tin câu lạc bộ đã giữ chân những cầu thủ đang trong giai đoạn lý tưởng của sự nghiệp và những cầu thủ này sẽ còn tiến xa hơn nữa. Trong khi đúng ra ngay từ thời điểm đó, Liverpool đã phải nghiêm túc với chiến lược làm mới và trẻ hóa đội ngũ để xây dựng lực lượng kế thừa và tạo những nguồn lực bổ sung cho tương lai. Ở khu vực tuyến giữa đang dần xuống phong độ của Liverpool vẫn chưa có sự bổ sung chất lượng nào. Thiago là tiền vệ đẳng cấp duy nhất họ mang về từ năm 2018. Thực tế ấy đã không được Liverpool nhìn nhận một cách nghiêm túc nên họ không có những phản ứng quyết liệt và kịp thời trên thị trường chuyển nhượng. Lúc cần làm mới thì không làm mới, nên khi vấn đề trở nên trầm trọng, Liverpool mới vội vàng chữa cháy, và thường thì những kiểu chữa cháy như vậy hiếm khi mang lại kết quả tốt. Vì phản ứng với tình hình một cách bị động nên Liverpool mới phải mượn Arthur Melo từ Juventus, mua Darwin Núñez rồi Cody Gakpo, những cầu thủ họ vốn không quan tâm từ lúc đầu nhưng sau đó lại mua vội vã khi tình hình của họ trở nên hỗn loạn và không còn được kiểm soát. Còn về Erik ten Hag, sau lời nhận định đó về hai đế chế số 1 của bóng đá Anh, Manchester United của ông đã cải thiện qua từng ngày để dần lấy lại vị thế vốn có. Và biết đâu chừng, đúng như lời ten Hag đã nói, đế chế Manchester City, Liverpool đang bước vào giai đoạn suy tàn. Và khi đó, rất có thể chính Man United của ông sẽ trở lại là một đế chế thực thụ của ngoại hạng Anh.